Vinacapital vừa chính thức bổ nhiệm ông Alex Hamley vào vị trí Tổng Giám đốc Hội đồng Đầu tư. Trước đó, vị trí này do ông Andy Hall đảm nhiệm. Theo giới thiệu, ông Alex Hamley là thành viên trong Hội đồng Đầu tư của quỹ Vinacapital Việt Nam Opportunity Fund VOF từ năm 2020. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm đầu tư toàn cầu khi làm việc với Barclays Bank, HSBC, British International Investment, Prudential và một văn phòng quản lý gia sản tư nhân hàng đầu châu Á. Từ năm 2003 đến 2007, ông là CEO kiêm CIO của đơn vị quản lý quỹ trực thuộc Prudential tại Việt Nam. Ông vẫn sẽ tiếp tục công việc trong Hội đồng Đầu tư VOF.